con loa này chưa tới 10 củ anh chị ơi. Đó. Mà thật sự các bác là không thích con loa này là em không làm con khỉ nữa. Con loa nó cỡ này mà nó to cỡ này nó giúp cho anh chị là chơi cả xóm nghe. Đó, 30 tháng 4 sắp tới rồi, mùng 1 tháng 5 sắp tới rồi. Anh chị thích chơi kiểu gì? Đó, con này nó chơi kiểu đó luôn cho anh chị. Con này là BK82. Riêng cái mẫu loa này á, anh chị chỉ cần bật lên thôi, hai con bass 4 tấc là giúp cho anh chị đỡ đánh đùng 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 đùng. Đó. Mà hai con trung 20 nữa. Đây này, hai con trung 20 nè, nó giúp cho anh chị hát bolero thì thôi bao sáng luôn. Đó, micro là kim loại. Hai cây mic nha chứ không phải một cây đâu. Thì riêng trên cái con loa này anh chị chơi kiểu gì cũng được. Đó. Nó có tích hợp điện luôn cho mình, nó có tích hợp pin luôn cho mình. Anh chị sạc lại pin chỉ có thể hát karaoke hơn 1 tiếng đồng hồ. Vang và ở trên đây đầy đủ luôn và delay và echo. Đó, rất nhiều cổng kết nối 6 ly nữa để cho anh chị có thể cắm kết nối là mic có dây hoặc là mic không dây. Đó, riêng con loa này chơi thì thôi quá đã anh chị ơi, anh chị nghe thử tiếng nhạc của nó này em không còn gì để nói với con loa này nữa rồi. Riêng loa này thôi, nó tầm giá này thì con loa này là nhất anh chị ơi. Nè, đây lên tiếng nhạc nha. Đây 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 đây. Đây nè, lên mà. Anh chị thấy cái này không? DC này, ở quên. Đó. Cái này là cái cầu chì, còn bên đây là DC 12V. Đó, nó có thể tích hợp bình ắc quy để sạc pin luôn. Đó, bác nào muốn cho thuê làm kinh doanh vẫn ok luôn, vẫn được nè. Đó, và đây là tiếng nhạc của nó, anh chị nghe thử nha. Đây. Nhỏ thôi anh chị, chưa tới một nửa công suất luôn nè. Đó chứ bật to quá là chưa nắng hàng xóm qua kiếm chuyện với em luôn á. Mà đã kiếm chuyện rồi thì phải lên phường làm giấy và ký tên luôn anh chị. Đó, thì cho nên đó là con này BK82 này các bác không thích chơi nữa thì mình có thể là đó, đập xuống đem vô. Đó, riêng loa này nó có nguyên cái mặt thẳng như thế này, anh chị có thể làm cái bàn ăn luôn cũng được, để bình nước hay là để đồ đạc gì ở trong nhà của mình cũng được luôn. Đó, hát xong thì bỏ gọn mic vô cái hộc ở đây, hộc hộc đằng sau đây. À, có bản lề rồi các thứ luôn. Mà con loa này chưa tới 10 củ nha anh chị ơi. Đó, BK82 nha. Bác nào thích em nó thì comment rước ngay nó về giùm em nhé.